Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 14. Tướng Lê Trọng Tấn với quân đoàn 1. Sau Hiệp định Paris, đảng ta dự kiến hai khả năng: hoặc là hòa bình được duy trì, hiệp định được thực hiện từng bước, phong trào cách mạng miền Nam có điều kiện phát triển những bước mới, hoặc là chiến tranh sẽ tiếp tục. Một số lần được làm việc với đồng chí Lê Trọng Tấn, đồng chí đều nói với tôi, với tính chất phản động, ngoan cố của Mỹ và Ngụy, khả năng nhiều là chúng ta sẽ phải tiến hành một trận chiến đấu nữa mới có thể giải phóng hoàn toàn miền Nam để thống nhất Tổ quốc. Để chuẩn bị thiết thực cho khả năng thứ hai, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định thành lập quân đoàn 1 trên miền Bắc. Quân đoàn gồm các sư đoàn bộ binh 308, 312, 320, sư đoàn phòng không 367 và nhiều trung đoàn binh chủng chiến đấu bảo đảm. Tôi được bổ nhiệm Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân đoàn, đồng chí Lê Trọng Tấn làm tư lệnh. Lần đầu tiên được làm nhiệm vụ với đồng chí Lê Trọng Tấn trong một bộ tư lệnh, một đảng ủy. Vì vậy, tôi được hiểu sâu sắc thêm về tài năng, tác phong, đức độ của đồng chí. Những gì đồng chí nói về việc xây dựng một binh đoàn cơ động trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh là kim chỉ nam để làm cho quân đoàn lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chỉ ở quân đoàn 1 không đầy một năm, tôi được điều động vào Trị Thiên làm phó tư lệnh quân đoàn 2. Những gì học tập được ở đồng chí Lê Trọng Tấn tại quân đoàn 1, tôi đều cùng các đồng chí ở bộ tư lệnh quân đoàn 2 thực hiện. Các đồng chí trong bộ tư lệnh quân đoàn 2 đều đã là chỉ huy các sư đoàn chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn trong hai chiến dịch lớn: chiến dịch Đường Chín Nam Lào năm 1971 và chiến dịch Trị Thiên 1972. Vì vậy, khi tôi trình bày các ý kiến của đồng chí Lê Trọng Tấn trong việc xây dựng một binh đoàn lớn, các đồng chí trong bộ tư lệnh quân đoàn 2 đều hết sức trân trọng và tích cực thực hiện. Trong việc xây dựng các đơn vị dự bị chiến lược, đồng chí Lê Trọng Tấn trước hết nhấn mạnh phải làm cho cán bộ có trình độ tổ chức chiến đấu chu đáo trong thời gian ngắn. Dựa vào ý kiến của đồng chí, các sư đoàn bộ binh, các binh chủng kỹ thuật của quân đoàn 1 cũng như quân đoàn 2 đều diễn tập. Nhờ các cán bộ trong quân đoàn đều thành thạo cách đánh với thời gian chuẩn bị gấp, nên trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, quân đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các trận chiến đấu, rất ít thời gian chuẩn bị. Tiến công vào Đà Nẵng, quân đoàn được giao nhiệm vụ chính thức sáng 26 tháng 3 và các sư đoàn của quân đoàn phải tiến công đồng loạt vào sáng 29 tháng 3. Tiến công vào Phan Rang, sư đoàn 325 nhận nhiệm vụ do quân đoàn giao lúc 20 giờ ngày 15 tháng 4, bắt đầu cơ động lực lượng lúc 3 giờ ngày 16 tháng 4, triển khai lực lượng tiến công vào lúc 5 giờ. Đến 10 giờ, sư đoàn đã làm chủ thị xã Phan Rang cùng sân bay Thành Sơn. Tiến công vào Sài Gòn, quân đoàn được giao nhiệm vụ. 16 giờ ngày 23 tháng 4, các đơn vị của quân đoàn bước vào chiến đấu ngay chiều ngày 26 tháng 4. Là một cán bộ quân sự, nhưng đồng chí Lê Trọng Tấn rất quan tâm đến xây dựng các đơn vị mạnh về chính trị. Để bộ đội có chất lượng chính trị mạnh, ai cũng biết là phải xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ, quán triệt nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Riêng đồng chí Lê Trọng Tấn thường nói với chúng tôi, trong xây dựng đơn vị mạnh về chính trị, tất nhiên phải làm toàn diện, nhưng việc đoàn kết nội bộ, tôn trọng lẫn nhau, hết lòng vì cấp dưới với người chiến sĩ là đặc biệt quan trọng.
bộ đội có lòng tin yêu người chỉ huy thực sự đã là một sức mạnh. Người chỉ huy giỏi thường được bộ đội tin, nhưng được bộ đội yêu phải hết sức chăm lo mọi mặt cho cấp dưới, cho chiến sĩ. Đồng chí Lê Trọng Tấn đúng là người đã thực hiện được lời nói của Hồ Chủ tịch, dạy cho cán bộ quân đội ta: khi bộ đội còn chưa được ăn, cán bộ không được kêu mình đói. Khi bộ đội còn chưa đủ mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Khi bộ đội chưa có chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt. Khi gặp cán bộ thuộc quyền, đồng chí thường hỏi thăm tình hình gia đình, hỏi cán bộ có gì lo âu. Và cuối cùng, đồng chí đi sâu tìm hiểu tình hình đơn vị, từ việc ăn mặc, ở, sức khỏe. Trong chiến đấu, mỗi trận đánh tuy thắng nhưng thương vong nhiều là đồng chí mất vui. Đồng chí thường đánh giá một trận hy sinh 5-10 người là nhỏ, nhưng đối với cha mẹ, vợ con của 5-10 người đó thì là một tổn thất cực kỳ lớn, không có gì bù đắp được. Nói thương vong không đáng kể là chưa hiểu biết hết tâm tư của người cha mất con, người vợ mất chồng. Trong quân đoàn, đồng chí Lê Trọng Tấn cũng là người coi trọng tác phong làm việc có hiệu quả. Một việc làm tưởng như nhỏ của đồng chí, nhưng nêu một tấm gương tốt về tác phong cho cán bộ trong quân đoàn. Hội nghị đảng ủy quân đoàn phiên họp một ngày, các phiên sau chỉ họp một buổi nhưng vẫn có chất lượng. Trong hội nghị đảng ủy lúc đó có 7 ủy viên thường vụ. 4 đồng chí ủy viên còn lại phát biểu nêu những vấn đề cần sửa đổi hoặc bổ sung vào đề án. Sau đó, đồng chí bí thư nêu ra những vấn đề cần thảo luận. Tất cả 7 đồng chí đều có thể phát biểu, thảo luận, tranh luận để đi đến thống nhất. Cách làm như trên vừa rút ngắn được thời gian, vừa đạt được chất lượng tốt. Các hội nghị do đồng chí điều khiển thường diễn ra trong thời gian ngắn. Nhờ vậy, cán bộ có thời gian để đi xuống đơn vị, bám sát đơn vị, chỉ đạo được sát. Thời gian cùng làm việc với đồng chí ở quân đoàn 1 không dài, nhưng tôi học tập được ở đồng chí nhiều mặt. Từ đó tôi hiểu vì sao đồng chí đã chỉ huy nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch giành thắng lợi xuất sắc. Trong lễ tưởng niệm 10 năm đồng chí Lê Trọng Tấn mất, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã nói: trong 2 cuộc chiến tranh, đồng chí Lê Trọng Tấn đã chỉ huy các đơn vị thuộc quyền của mình đánh chiếm sở chỉ huy của địch. Trong kháng chiến chống Pháp, đơn vị thuộc quyền đồng chí chỉ huy đã bắt tướng Đờ Cát làm tù binh. Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đồng chí đã đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các Dương Văn Minh đầu hàng. Mùa xuân 1975. Sau khi giải phóng Tây Nguyên và Trị Thiên, đồng chí Lê Trọng Tấn được giao nhiệm vụ chỉ huy quân đoàn 2 và lực lượng vũ trang phía Bắc quân khu 5 tiến công giải phóng Đà Nẵng, căn cứ quân sự lớn thứ 2 của ngụy quyền Sài Gòn. Do bị thất bại lớn ở Nam và Bắc Đà Nẵng, địch chủ trương rút chạy khỏi Đà Nẵng. Đồng chí Lê Trọng Tấn chưa có dịp phát huy tài năng chỉ huy của mình. Sau khi giải phóng Đà Nẵng, Bộ Tổng Tư lệnh lệnh cho quân đoàn 2 làm nhiệm vụ cùng địa phương tiếp quản và bảo vệ vùng mới giải phóng, chỉ đưa sư đoàn 325 cùng lữ đoàn xe tăng tăng cường cho quân đoàn 1 để vào tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Quân đoàn 1 phải để sư đoàn 308 ở lại bảo vệ miền Bắc. Trong cuộc họp ngày 3 tháng 4 tại Đà Nẵng, để tổng kết chiến dịch giải phóng Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đề nghị với đồng chí Lê Trọng Tấn cho quân đoàn theo đường số 1 tiến vào Sài Gòn. Nếu vào kịp thì chiến dịch lớn nhất, chiến dịch quyết chiến chiến lược được tăng thêm lực lượng. Nếu không vào kịp thì đấy là cuộc hành quân để tạo điều kiện củng cố vùng giải phóng suốt miền Trung. Đồng chí Lê Trọng Tấn với nhạy cảm về tình hình đã đồng ý với ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Ngày 4 tháng 4,
đồng chí bay ra Hà Nội để trình bày và thuyết phục Bộ Tổng Tư lệnh chấp nhận đề nghị của quân đoàn 2. Ngày 5 tháng 4, đồng chí đã vào Đà Nẵng và thông báo Bộ Tổng Tư lệnh đồng ý quân đoàn 2 với toàn bộ lực lượng, trừ sư đoàn 324 ở lại Trị Thiên và Đà Nẵng, hành quân theo đường số 1 để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, mở đường mà đi, đánh địch mà tiến. Đồng chí được phân công cùng đồng chí Lê Quang Hòa chỉ huy đánh địch cánh quân Duyên Hải. Đồng chí thông báo cho chúng tôi địch đã sáp nhập phần còn lại của quân khu 2 của chúng vào quân khu 3 và tổ chức tuyến ngăn chặn ở Phan Rang, Phan Thiết để bảo vệ Sài Gòn. Đồng chí cũng biết đoạn đường từ Đà Nẵng vào Phan Rang bị phá hoại nặng nề, nhiều cầu lớn bị địch đánh sập. Với tài năng trong chiến trận, đồng chí tự mình đi đầu đoàn quân để chỉ huy nhằm khắc phục cầu đường, bảo đảm cho quân đoàn tiếp cận Phan Rang sớm, và bản thân đồng chí cũng cần có mặt sớm trước tuyến phòng thủ của địch để có thời gian nắm được tình hình và hạ quyết tâm. Đồng chí Lê Trọng Tấn khi thì đi cùng Bộ Tư lệnh Tiền phương quân đoàn, khi gặp đoạn đường không bị phá hoại thì vượt lên trước để kịp nắm được tình hình. Ngày 13 tháng 3, quân đoàn vào đến Cam Ranh thì được biết đồng chí Lê Trọng Tấn đã có mặt ở đấy, đang cùng đồng chí Hoàng Minh Thảo chỉ huy sư đoàn 3 tiến công Phan Rang. Sáng ngày 14 tháng 4, đồng chí triệu tập Bộ Tư lệnh quân đoàn đến và giao nhiệm vụ. Nếu sư đoàn 3 tiến công chậm thì quân đoàn tiến vào chiến đấu theo trục đường số 1 để hiệp sức với sư đoàn 3 đánh chiếm nhanh thị xã Phan Rang và sân bay Thành Sơn. Đồng chí cũng biết sư đoàn 3 chỉ có bộ binh, tất nhiên không thể tiến hành nhanh được, vì lúc này sư đoàn 3 đang cách trung tâm thị xã Phan Rang trên 20 km và đang phải đánh chiếm một số quận lỵ ở bên ngoài thị xã. Vì vậy, lúc chia tay chúng tôi, đồng chí dặn thêm về chuẩn bị ngay một sư đoàn bộ binh cùng lữ đoàn xe tăng sẵn sàng bước vào chiến đấu, có thể vào sáng ngày 16 tháng 4. Sáng 15 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 lại được lệnh đến gặp đồng chí với mệnh lệnh bắt đầu chiến đấu vào sáng ngày 16 tháng 4. Quân đoàn tiến theo đường số 1 từ hướng Bắc, sư đoàn 3 tập trung lực lượng từ hướng Tây tiến công theo trục đường 19. Đến hết ngày 16 tháng 4, chúng tôi cùng sư đoàn 3 hoàn toàn làm chủ cả tỉnh Ninh Thuận, trong đó có thị xã Phan Rang và sân bay Thành Sơn, bắt nhiều tù binh, thu nhiều trang bị vũ khí, máy bay. Sáng 17 tháng 4, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận gặp mặt đồng chí Lê Trọng Tấn và đồng chí Hoàng Minh Thảo, hai chỉ huy chiến dịch cùng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3. Sau cuộc gặp mặt, đồng chí Lê Trọng Tấn lệnh cho Quân đoàn 2 tiếp tục đánh chiếm tỉnh Bình Thuận và vào rừng lá gặp đồng chí sẵn sàng nhận lệnh để kịp chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh. Với cương vị Phó Tư lệnh chiến dịch, đồng chí Lê Trọng Tấn đi vòng phía tây tỉnh Bình Thuận vào trước ở Bắc Xuân Lộc. Sau khi đánh chiếm toàn bộ tỉnh Bình Thuận, ngày 22 tháng 4, quân đoàn 2 vào tập kết ở rừng lá. Vừa triển khai xong toàn bộ quân đoàn, chúng tôi nhận được thư của đồng chí Lê Trọng Tấn với hai nội dung. Một là cử một sư đoàn cùng lực lượng của quân khu 5 đánh chiếm Hàm Tân, tỉnh lỵ tỉnh Bình Tuy của Ngụy Quyền. Hai là sáng ngày 23 tháng 4 vào gặp đồng chí tại một địa điểm Bắc Xuân Lộc để nhận lệnh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau khi giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Công Ái, tham mưu trưởng quân đoàn cùng sư đoàn 304, đơn vị hành quân sau cùng của quân đoàn, tiến công Hàm Tân trong đêm 23 tháng 4, toàn bộ Bộ Tư lệnh quân đoàn có mặt tại sở chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tư lệnh chiến dịch. Đồng chí được phân công chỉ huy cánh quân phía đông gồm quân đoàn 2 và quân đoàn 4. Tuy các quân đoàn chiến đấu ở các chiến trường khác nhau, nhưng chỉ huy quân đoàn
đều là những đồng chí đã từng nhiều lần chiến đấu chung một chiến trường, dự chung nhiều hội nghị nên đều quen biết nhau, tay bắt mặt mừng, hàn huyên mất nửa giờ, sau đó mới bắt đầu bước vào cuộc họp. Ngoài hai đồng chí Lê Trọng Tấn, Lê Quang Hòa phụ trách cánh đông, về sau đồng chí Lê Quang Hòa trở về Bộ Tư lệnh Chiến dịch, cánh đông chỉ còn lại đồng chí Lê Trọng Tấn. Còn có mặt hai Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 do đồng chí Hoàng Cầm làm tư lệnh, đồng chí Hoàng Thế Thiện làm chính ủy. Đồng chí Hoàng Thế Thiện, nguyên chính ủy sư đoàn 304, cùng với tôi chỉ huy sư đoàn năm 1969. Bắt đầu cuộc họp, đồng chí đại diện Bộ Chỉ huy Chiến dịch giới thiệu quyết tâm của chiến dịch Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của cánh đông. Cánh đông gồm lực lượng hai quân đoàn và sư đoàn đặc công của miền, có hai trung đoàn. Có nhiệm vụ trước mắt tiêu diệt địch, đánh chiếm toàn bộ khu vực tả ngạn sông Đồng Nai, bao gồm cả thị xã Bà Rịa, tỉnh Lỵ, tỉnh Phước Tuy. Nhiệm vụ tiếp sau tiến vào nội đô, đánh chiếm quận 1, trong đó có Dinh Độc Lập, quận 9 và thành phố Vũng Tàu. Hai trung đoàn đặc công có nhiệm vụ đánh chiếm và chốt giữ các cầu trên các trục đường không cho địch phá, bảo đảm cho hai quân đoàn tiến vào nội đô. Hướng đông bắt đầu tiến công quân địch vào chiều 26 tháng 4, tiến vào nội đô dự kiến vào sáng ngày 29 tháng 4. Sau khi tìm hiểu rõ nhiệm vụ của cánh đông, đồng chí Lê Trọng Tấn đề nghị đồng chí Hoàng Cầm, tư lệnh quân đoàn 4, người nhiều năm hoạt động ở Nam Bộ, đề xuất ý kiến về quyết tâm và kế hoạch tác chiến của cánh đông. Đồng chí Hoàng Cầm đề nghị quân đoàn 2 dùng một sư đoàn đánh chiếm Bà Rịa Vũng Tàu, một sư đoàn tăng cường cho quân đoàn 4, một sư đoàn làm dự bị cho hướng đông. Quân đoàn 2 được tăng cường sư đoàn 3 nên có đủ 3 sư đoàn. Sau khi đồng chí Hoàng Cầm trình bày xong, đồng chí Lê Trọng Tấn điều hành cuộc thảo luận về quyết tâm và kế hoạch tác chiến. Nghe các ý kiến khác nhau, sau khi trao đổi với đồng chí Lê Quang Hòa, đồng chí chính thức hạ quyết tâm và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức hiệp đồng tác chiến. Tài năng của vị tư lệnh dày dặn trận mạc, chỉ huy thành công nhiều chiến dịch, thể hiện trong quyết tâm tác chiến của cánh đông. Quân đoàn 2 chỉ tách riêng một sư đoàn tiến công đánh chiếm Bà Rịa Vũng Tàu. Toàn bộ quân đoàn cùng quân đoàn 4 song song đột kích vào Sài Gòn. Quân đoàn 4 trước mắt vào nội đô. Quân đoàn 2 trước mắt đánh chiếm nước trong Long Thành, Long Bình. Sau đó theo đường xa lộ và vượt sông đoạn Nhà Bè để tiến vào nội đô. Đồng chí giải thích rõ, hai quân đoàn trên thê đội 1 tuy cũng chỉ có 4 sư đoàn, nhưng sức mạnh khác xa với một quân đoàn có 4 sư đoàn. Bởi vì ngoài các sư đoàn bộ binh còn có sức mạnh của Bộ Tư lệnh và cơ quan quân đoàn, các đơn vị bảo đảm và đặc biệt có các binh chủng kỹ thuật mạnh như xe tăng, pháo binh, phòng không. Do quân đoàn 2 có số lượng xe tăng, pháo binh, pháo phòng không nhiều hơn quân đoàn 4, đạn dược cũng nhiều hơn do thu được của địch. Đặc biệt, quân đoàn có nhiều kinh nghiệm tiến công trong hành tiến qua các trận đánh vào Huế, Đà Nẵng, Phan Rang, Phan Thiết. Vì vậy, các đồng chí quân đoàn 2 nhiều khả năng tiến công nhanh hơn quân đoàn 4. Để bảo đảm cho quân đoàn 4 kịp thời vào Dinh Độc Lập sớm, một đồng chí đề nghị nếu quân đoàn 2 tiến nhanh nên đánh quật sang đường 1 để chi viện cho quân đoàn 4. Đồng chí Lê Trọng Tấn bác bỏ ý kiến quân đoàn 2 đánh quật sang hướng quân đoàn 4. Đồng chí giải thích cách chi viện cho nhau tốt nhất là cứ thọc sâu vào lòng địch. Chiếm được tả ngạn sông Đồng Nai, Cần Giờ là có thể chặn được địch rút chạy theo đường sông. Nhưng chúng còn một con đường rút chạy khác là đường không. Vì vậy, quân đoàn 2 phải nhanh chóng đưa một tiểu đoàn pháo binh nòng dài vào Nhân Trạch để chế áp sân bay Tân Sơn Nhất càng sớm càng tốt.
Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, qua các lần hội nghị tổng kết, mọi người đều thấy quyết tâm của đồng chí tư lệnh Cánh Đông có nhiều sáng tạo và hoàn toàn chính xác. Đồng chí Lê Trọng Tấn với Học viện Quân sự cao cấp, nay là Học viện Quốc phòng. Sau giải phóng miền Nam, được Hội đồng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Quân sự cao cấp, tôi rời quân đoàn và ngày 10 tháng 4 năm 1976 đã có mặt tại phòng làm việc của đồng chí Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội. Tại đây tôi được biết, đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng kiêm Giám đốc Học viện Quân sự cao cấp. Nhiệm vụ trước mắt của học viên là chuẩn bị để đầu năm 1977 mở lớp bổ túc đầu tiên cho cán bộ cao cấp, cấp chiến dịch chiến lược. Địa điểm của học viện là địa điểm cũ của Học viện Trung cao. Tại đây mới xây dựng xong một số nhà ở cho học viên và cơ quan. Phòng học, hội trường và các công trình khác phục vụ cho việc giảng dạy chưa kịp xây dựng thì chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ diễn ra nên phải tạm dừng. Vậy, để có thể mở lớp bổ túc sau 6 tháng, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là công việc phải chuẩn bị thì nhiều, nhưng thời gian ngắn quá. Cán bộ giáo viên của học viện đang quá trình điều động từ các đơn vị về. Ngay trong ban giám đốc mới có đồng chí Lê Trọng Tấn và tôi. Trong đó đồng chí Lê Trọng Tấn với cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng khó dành được nhiều thời gian để làm việc cho học viện. Phải chuẩn bị mới toàn bộ giáo trình bồi dưỡng giáo viên để huấn luyện. Trong khi giáo viên của học viện và học viên đều cùng cấp thượng đại tá, cùng chức cán bộ chỉ huy sư đoàn, quân khu, quân binh chủng. Phải xây dựng toàn bộ nhà cửa, bàn ghế, các trang bị đủ để ăn ở và giảng dạy, học tập. Tuy khó khăn, nhưng tôi cũng tin tưởng có thể chuẩn bị kịp để giảng dạy tốt, vì đứng đầu học viện là một vị tướng tài năng có uy tín lớn trong lực lượng vũ trang. Qua 6 tháng chuẩn bị và qua 1 năm học tập của lớp bổ túc đầu tiên, học viện đều thừa nhận giảng dạy tốt, học tập tốt. Thành tích đạt được như vậy trước hết là do có sự chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự cố gắng của các giáo viên, cán bộ, học viên, sự giúp đỡ của các đơn vị trong toàn quân. Nhưng đồng chí Giám đốc Lê Trọng Tấn đã đóng góp một phần rất lớn cho thành công. Kinh nghiệm tác chiến phong phú, trình độ lý luận sâu sắc trên nhiều mặt, cả chính trị và khoa học quân sự. Cách làm việc vừa nhiệt tình vừa sáng tạo, uy tín lớn trong lực lượng vũ trang đã được thể hiện rõ trong tất cả công việc chuẩn bị của học viên cho lớp bổ túc đầu tiên. Trước hết, đồng chí tính cụ thể thời gian phải dành để làm việc với học viên. Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu tính toán các công việc đồng chí phải làm ở bộ. Kết luận, đồng chí có thể dành mỗi tuần một buổi, nhiều nhất là hai buổi để làm việc với học viên. Đồng chí nói với tôi, thời gian chính thức trong các ngày không thể có hơn, nhưng đồng chí sẽ dành phần lớn buổi tối để làm việc với tôi, không cần hẹn trước. Khi cần làm việc với đồng chí, 7 giờ tối, tôi cứ đến nhà riêng. Thấy đồng chí đang bận thì tôi tự rút lui. Nếu đồng chí không bận thì cùng nhau làm việc. Nhiều tối, chúng tôi phải làm việc đến 10 giờ đêm. Với cách làm như vậy, đồng chí đã giải quyết được hầu hết công việc cần làm với học viên. Ngoài việc chỉ đạo công tác, đồng chí còn phải trực tiếp giảng dạy một bài quan trọng cho lớp học là bài tác chiến chiến lược trong chiến tranh tương lai. Do giáo viên và học viên cùng trình độ, đồng chí chủ trương dùng toàn quân để dạy một người. Một người có trình độ cao như thế nào cũng không bằng trình độ của toàn quân. Cụ thể, việc viết giáo trình và chuẩn bị giáo viên đã tiến hành như sau. Giáo viên các khoa binh chủng như xe tăng, pháo binh, phòng không, không quân, thông tin, cùng với cơ quan các binh chủng hợp lực viết giáo trình,
khóa đầu sẽ mời các tư lệnh binh chủng đến trực tiếp lên lớp. Các đồng chí tư lệnh binh chủng như đồng chí Lê Văn Tri, tư lệnh quân chủng phòng không không quân, đồng chí Doãn Tuế, tư lệnh binh chủng pháo binh, đồng chí Hoàng Niệm, tư lệnh binh chủng thông tin, cùng nhiều đồng chí tư lệnh khác đều đến lên lớp tại học viện khóa đầu tiên. Giáo viên học viện phối hợp với Cục Tác chiến, Cục Quân báo, Cục Quân lực, Cục Quân huấn, Cục Dân quân tự vệ tiến hành biên soạn các tài liệu về chiến lược và chiến dịch. Đồng chí Văn Tiến Dũng lên lớp bài xây dựng lực lượng vũ trang. Đồng chí Lê Trọng Tấn lên lớp bài tác chiến chiến lược trong chiến tranh tương lai. Tôi chỉ lên lớp một bài là nghệ thuật chiến dịch. Đồng chí Nguyễn Năng, trưởng khoa chiến dịch, lên lớp bài chiến dịch tiến công. Đồng chí Khiếu Anh Lân, phó khoa chiến dịch, lên lớp bài chiến dịch phòng ngự. Các tài liệu về chính trị, hậu cần, kỹ thuật, giáo viên, các khoa của nhà trường đều cùng các tổng cục, các học viện chính trị, hậu cần tiến hành biên soạn. Với cách giải quyết như trên, việc giảng dạy đạt kết quả tốt, đồng chí giám đốc còn chỉ đạo cho tất cả giáo viên ngoài khai thác tất cả các kinh nghiệm và tri thức của các cơ quan bộ quốc phòng, các quân binh chủng, trong quá trình giảng dạy còn phải học tập kinh nghiệm và tri thức của học viên để tự nâng cao trình độ của mình, bảo đảm lớp sau giáo viên nhà trường sẽ tự lên lớp là chính. Về việc xây dựng các phòng học và hội trường, đồng chí Lê Trọng Tấn đề nghị với Bộ và được Bộ chấp nhận. Cử đồng chí Vũ Xuân Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lo toàn bộ, theo yêu cầu học viện đề ra. Đồng chí Vũ Xuân Chiêm đã dành nhiều thời gian trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, nên trước ngày khai giảng một tháng đã hoàn thành toàn bộ công việc. Với uy tín của mình, đồng chí Lê Trọng Tấn đã viết thư đến các cơ sở của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, các quân khu, quân đoàn đề nghị giúp đỡ. Trong một thời gian ngắn, mọi trang thiết bị để giảng dạy học tập, mọi trang bị nội thất để ăn ở cũng được hoàn tất. Có thể nói, nếu không có uy tín, tài năng cộng với nhiệt tình trong việc bồi dưỡng tri thức khoa học quân sự cho cán bộ của đồng chí giám đốc, chúng tôi khó hoàn thành chuẩn bị mọi mặt được tốt để mở lớp học sau 6 tháng. Giáo viên, cán bộ, học viên luôn nhớ đến công lao của đồng chí, người đã đặt nền móng cho một trường học cấp cao của lực lượng vũ trang. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên chương trình của Win Win Việt Nam, phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.